ngờ với dàn máy bay không người lái vua Việt Nam tự sản xuất. Bộ ba máy bay không người lái do Việt Nam tự sản xuất có cái tên cực độc, đó là Vua, vừa được Viettel công khai cách đây chưa lâu. Mặc dù có cái tên Vua khá kêu, nhưng thực tế các máy bay này không phải được đặt tên theo vua chúa, mà đơn giản đây là các ký tự viết tắt của Vietnam Unmanned Aero, máy bay không người lái Việt Nam. Bộ ba máy bay không người lái này đều do Viettel sản xuất. Đầu tiên là Vua SC-3G, đây là loại máy bay không người lái có trọng lượng cất cánh chỉ khoảng 26kg, có khả năng bay liên tục 3 tiếng đồng hồ với tốc độ tối đa 120km/h. Máy bay không người lái Vua SC-3G có tầm hoạt động tối đa 50km. Đặc biệt, loại máy bay không người lái này có trọng lượng khá nhẹ nên có thể cất cánh từ giàn phóng hoặc từ đường băng và hạ cánh ở bất cứ đâu. Theo thông tin được Viettel công bố, Vua SC-3G có thể hoạt động trong bất cứ điều kiện thời tiết nào, miễn là gió giật dưới cấp 5. Hiện tại, Vua SC-3G đang được sử dụng bởi lực lượng biên phòng Việt Nam. Kế đến là máy bay không người lái 4 cánh quạt, Vua QL-1. Đây là loại máy bay được ra đời chủ yếu để phục vụ cho mục đích dân sự. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 11kg, hoạt động liên tục được 1 giờ trên không với tốc độ bay tối đa 40km/h, tầm hoạt động 15km tính từ hệ thống điều khiển. Máy bay có khả năng lên thẳng như các loại flycam phổ biến hiện nay nên có thể cất, hạ cánh thoải mái từ bất cứ đâu. Loại máy bay không người lái 4 cánh này có thiết kế rất gọn gàng, có hộp đựng chịu lực, cho phép di chuyển cùng bộ binh và cung cấp hình ảnh trực tiếp từ chiến trường khi cần. Ở lĩnh vực dân sự, Vua QL-1 có thể được phục vụ cho các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, vẽ bản đồ, thăm dò. Cuối cùng là chiếc máy bay không người lái Swift. Đây là loại máy bay được thiết kế hoạt động trên tàu chiến của Hải quân Việt Nam. Được trang bị chỉ một hệ thống motor điện, Swift về cơ bản có cấu tạo như các loại máy bay không người lái thông dụng hiện nay. Đặc biệt khi hoạt động, Swift phát ra rất ít tiếng ồn. Loại máy bay không người lái này được trang bị hệ thống camera độ phân giải cao, định vị GPS, có khả năng hoạt động cách trung tâm điều khiển tối đa 50km. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.